Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục solo chế độ FPP nhá. Cái clip trước thì bắn hơi rụt rè xíu, không đi giết người một cách hổ báo được. Ở clip này thì chúng ta sẽ cùng đi tìm người và hiếp cả bản đồ luôn. Ok, và mình sẽ nhảy vào khu vực khu biệt thự. Vâng, rất nhiều anh em hỏi cái chế độ FPP là gì. Vâng, trên máy tính thì nó sẽ chia ra làm hai chế độ, chính là TPP và FPP. Thì TPP có nghĩa là bắn với góc nhìn thứ ba và FPP thì bắn với góc nhìn thứ nhất. Thì mình không hiểu đấy là viết tắt của cái từ gì, chắc là cái từ gì nói về cái góc nhìn thứ nhất với lại góc nhìn thứ ba đấy. Ok, thì các bạn có thể hiểu là nôm na là như thế đi. Súng tôi đâu, súng tôi đâu? Toàn phụ kiện đấy, mau các kiểu. Ui rồi, bình tĩnh. Nhặt được khẩu súng thôi mà làm như bố đời vậy. Bố mày. Đây rồi. Ui rồi. Cái éo gì này. Vâng, tưởng khẩu súng gì to dài cơ. Thế đấy nào lại K98 cộng thêm cái 4X thì lại chạy thôi. Không có súng, em không đố được. Đâu rồi, súng đâu? Để toàn bom này. Đây rồi, Uzi cũng được. Quá ngon là đằng khác ấy chứ. Ok, mình sẽ uống tí thuốc rồi vào khô máu luôn nhá. Ủa? Chưa chết hả? Một bé này. Tí nữa thì hẹo rồi. Vẫn còn. Ủa, nghe tiếng chân bên này mà không thấy ai nhỉ? Chắc là nó sợ nó chạy lại vào nhà rồi. Úi dồi ôi, làm cái éo gì vậy? Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần khám nghiệm tử thi. Đây rồi, một thanh niên đang cặm cụi lút đồ. Lầy thì lút cho cố vô. Groza cũng được. Hơi ít đạn một tí nhưng không sao. Đây rồi, có một xe chuẩn bị đi lên nút thính này. Ui dồi ôi, cái 4X nó giật thế. Ok. Được rồi, chúng ta sẽ đến nút xác thằng kia xem có gì. Mong là sẽ có red dot cho chúng ta. 4X khó sấy quá. Ok, red dot. Tuyệt vời. Thằng này cũng được. Một thanh niên ship đồ chân chính. Định mệnh, thằng kia nó bắn chết luôn rồi. Mới kịp dừng xe thôi. Chạy ra lốp đồ này.
Cái gì vậy? Ui rồi ôi, lại đảo nữa rồi. Vâng, thế này thì xin quỳ. Còn chạy thẳng một mạch thì còn kê được, chứ con đảo kiểu đấy bố thế nào bắn được. Boss này. Cái định mệnh. Vãi xoài còn đứng lại nữa. Trời ơi, sao mình cảm giác bắn boss nó còn khó hơn cả bắn người nhỉ em ạ. Cái định mệnh nó nữa. Nó bị gì vậy? Ui rồi ôi, nó né đạn kìa. Vãi. Éo phải tin được. Lầy thì lé đạn này. Ok. Bắn hơi bị nhiều đạn với thằng boss rồi. Chúng ta sẽ đến với thằng người nào. Lầy thì nhìn này. Am Shroud, ôi trời ơi, cái gì vậy? Vâng, chắc là hâm mộ Shroud lắm đây mà. Ui rồi, cái gì vậy má? Chạy thôi. Tầm này nó sẽ đẩy lên tại vì nó bắn yếu mình rồi. Cách tốt nhất là chúng ta phải bỏ cái khu vực đấy và tìm một cái chỗ cực kỳ là khó nhìn để mà bơm máu. Đấy, đấy là phong cách bắn game sinh tồn. Còn chạy ra mà gặp thằng nào nữa thì cứ xác định do đen thôi. Này thì đẩy này. Nghĩ gì vậy? Ok. Ui mũ ba nguyên này, ngon thế. Ok, cũng được, giàu rồi. Groza cộng thêm K98.
Lại Groza giáp 3. Đùa. Trận này lắm Groza vậy. Úi dồi ôi. Thằng nào bắn tao vậy? Cái đệt nữa kìa. Ok, mình sẽ lên ăn thằng boss này đã. Kiếm thêm một kill. Việc nhẹ lương cao mà. Tại sao không làm? Ui dồi ôi, một viên headshot nằm luôn ạ. Vãi cả trường. Còn thằng bên này nữa. Ủa, thằng này boss mà. Thế không phải rồi. À đây rồi. Này thì lấp ló này, yếu rồi. Mình sẽ đẩy lên thôi. Này thì cái tội lý thông tao từ đằng sau này. Đâu rồi? À chạy qua bên này. Lý thông này. Mình sẽ cắn thuốc để chờ đợi bo vào. Khi mà bo khép thì mình sẽ xác định được là phía sau này không còn ai có thể bóc lốp mình. Còn thằng nào nữa thì bắn tao nốt đi. Chứ đang bắn mà tự dưng bị thông từ phía sau thì nó thốn lắm. Cái đệt, đứng im một chỗ đi bạn ơi. Úi dồi ôi, boss hay người vậy. Làm giật hết cả mình. Này thì nhìn này. Nhìn này. Ok. Chết luôn rồi. Ở đâu? Cái này solo mà làm gì. Làm gì có knock đâu. Quen mồm. Bắn solo squad nhiều rồi nên quen. Anh em thông cảm nhé. Mình có nghe tiếng ca silent trên đầu mình. Chắc chắn là đang cam ai đó rồi. Ngồi đây bú nước tí đã. Phải phun các kiểu rồi mới đẩy lên. Không nhìn thấy nó đâu, cảm thấy sợ quá anh em ạ. Bắt đầu run rồi. Vâng, chúng ta ngồi đây đợi bo đi. Bú nước đợi bo. Nước ta nhiều mà. Uống nước trừ bữa. Rồi, bo sang bên kia. Vậy thì chúng ta sẽ đẩy sang luôn. Theo lý thuyết thì chắc chắn nó sẽ chạy trước mình.
mình di chuyển như này thì chạy ngay sau lưng nó. Và cái kết là easy game. Nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết thôi, còn thực hành nó khác xa với lại lý thuyết nhiều. Đây rồi, nó có sai đâu. Thằng này chính là thằng ca sai lần. Ủa? Ơ, di chuyển nhanh vậy. Cái đệt. Thế hai thằng này. Ui dồi ôi. Vãi cả lát game ạ. Đùa. Ok. Đang tính bắt cái thằng ca sai lần thì lại lòi thêm một thằng nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tình huống 1v1. Và thằng còn lại thì mình nghĩ nó ở ngay cái chòi dưới kia thôi. Tại vì lúc nãy thì ở dưới bắn nhau mà. Nên bọn này nó mới cắm đầu xuống dưới này. Ok, chúng ta sẽ đợi bo. Tại vì trong bo nên cũng không cần phải di chuyển nhiều. Bo tiếp xuống dưới. Ok. Bây giờ sẽ là câu hỏi được đặt ra, nó có đẩy sang bên phải hay không? Hay là qua bên trái? Thôi, đá nhẹ cái xác. Chả có cái gì mình cần cả. Bây giờ giàu rồi. Không phải gọi là mắc cái độ giàu. Đạn thì 200 viên xây mỗi một thằng. Bây giờ mình không biết là nó sẽ đẩy đi đâu đây. Nếu mà trước mặt thì nó là trong bo rồi, chắc là nó sẽ không cần đẩy. Và mình sẽ là người di chuyển lên. Đây rồi. Ló cái đầu ra này. Thôi gãy rồi. Ok. Top 1 rồi. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.